Xưởng gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Vâng ạ, hôm nay Mộc Nam Huy xin phép làm clip này để giới thiệu và báo giá đến tất cả quý anh chị khách hàng tất cả các mẫu kệ tivi hiện tại đang được kinh doanh tại xưởng Mộc Nam Huy. Đây là những mẫu kệ tivi được khách hàng mua rất nhiều quý anh chị nhé. Và với video này thì Mộc Nam Huy sẽ thực hiện việc báo giá chi tiết cả kích thước và giá cả trên các sản phẩm để quý anh chị nếu như có nhu cầu thì quý anh chị có thể nắm được giá. Tại đây thì quý anh chị hãy chú ý rằng các sản phẩm của Mộc Nam Huy, quý anh chị khách hàng có thể tới xưởng kiểm tra và ký nhận mộc rồi mới sơn quý anh chị nhé. Vâng ạ, và đầu tiên xin được giới thiệu đến tất cả quý anh chị khách hàng một mẫu kệ tivi mới nhất cho năm 2022 này. Đây là một mẫu kệ tivi Nhật. Tại mẫu này thì được làm với các kích thước có đủ từ chiều dài 2m6 đổ về cho tới kích thước ngắn nhất là 2m. Với giá hoàn thiện trên chất liệu ở đây là gỗ gua đỏ 100% quý anh chị nhé. Với cái giá từ cỡ 2m6 là 15 triệu, cỡ 2m4 là 14 triệu rưỡi, cỡ 2m2 là 14 triệu và cỡ 2m là 13 triệu 500. Đây là một trong những mẫu kệ tivi được làm với tiêu chuẩn khung dày, với các bản khung ngoài có độ dày lên tới là 4 phân và các bản ván mặt là các bản ván mặt liền có độ dày là 1 phân quý anh chị nhé. Đây là mẫu kệ tivi được làm với thiết kế hai cánh và hai hộp kéo. Tại đây thì với chiếc kệ ngoài này được Mộc Nam Huy làm thì nó có các cái bản vân rất đẹp quý anh chị nhé. Và chất liệu của nó là gỗ gua đỏ tự nhiên hết 100%. Đây là mẫu kệ tivi sẽ phù hợp cho các anh chị khách hàng sử dụng trong không gian hiện đại và sử dụng kèm với các bộ ghế sofa. Tiếp theo đó là một mẫu kệ tivi nguyên khối. Đây là mẫu kệ được Mộc Nam Huy làm với tiêu chuẩn là các bản mặt nguyên khối có độ dày là 8 phân và các bản chân là các bản chân đặc nguyên khối 12. Đây là một tiêu chuẩn của hàng cao cấp quý anh chị nhé. Mẫu này là tất cả các bản mặt đều là nguyên khối hết. Và các sản phẩm này quý anh chị cũng có thể tới xưởng và kiểm tra, ghi nhận trước khi sơn và có thể đặt ở các kích thước theo như yêu cầu. Còn Mộc Nam Huy sẽ thực hiện các cái sản phẩm này trên 3 kích thước chính, bao gồm là 1m92, sản phẩm có giá là 19 triệu 500, cỡ 1m84 có giá là 19 triệu, và cỡ 1m74 có giá là 18 triệu 500. Đây là sản phẩm theo tiêu chuẩn cao nhất quý anh chị nhé. Mẫu kệ tivi này là có giá cao nhất bởi vì nó là tiêu chuẩn của hàng nguyên khối với các bản mặt dày liền hoàn toàn là 8 phân và chiều sâu của nó là 42, còn chiều dài của nó là các kích thước mà Mộc Nam Huy vừa có báo cho quý anh chị. Tiếp theo là một mẫu kệ tivi sừng trâu. Đây là một trong những mẫu kệ thuộc phân khúc bình dân dành cho các anh chị khách hàng có các cái mẫu tivi chân 1 quý anh chị nhé. Hãy sử dụng những chiếc tivi chân 1 thì nó sẽ hợp lý hơn cho cái mẫu kệ này. Mẫu kệ này được Mộc Nam Huy làm trên hai chất liệu. Đầu tiên đó là chất liệu gỗ gua đỏ có các kích thước như sau. Kích thước 2m4 có giá là 9 triệu rưỡi, kích thước 2m2 có giá là 9 triệu, và kích thước 2m có giá là 8 triệu 500 ngàn quý anh chị nhé. Và cùng với cái mẫu này thì Mộc Nam Huy cũng làm trên chất liệu là gỗ hương đá. Với chất liệu của gỗ hương đá thì sản phẩm sẽ có giá như sau. Chiếc 2m4 có giá là 10 triệu rưỡi, chiếc 2m2 sẽ có giá là 10 triệu, và chiếc 2m sẽ có giá là 9 triệu rưỡi quý anh chị nhé. Các sản phẩm này là hoàn toàn là quý anh chị có thể tới xưởng và kiểm tra cũng như ký nhận. Tiếp theo Mộc Nam Huy xin được giới thiệu thêm cho quý anh chị khách hàng một mẫu nữa, đó là mẫu Louis Hoàng Gia. Đây là một trong những mẫu Louis Hoàng Gia hay còn gọi là mẫu Louis Hoa Hồng quý anh chị nhé. Được làm trên hai chất liệu. Đầu tiên đó là trên chất liệu gỗ hương đá. Với sản phẩm này được hoàn thiện với mức giá của cỡ 2m2 là 15 triệu, 2m4 là 15 triệu 500. Còn trên chất liệu gỗ gua đỏ thì chiếc 2m2 sẽ có giá là 14 triệu rưỡi, và chiếc 2m4 sẽ có giá là 15 triệu. Và đây là video báo giá nhanh, vậy nên quý anh chị hãy hết sức thông cảm cho việc Mộc Nam Huy không thể chi tiết được tất cả nhé. Với các phần khung ván ngoài được làm với độ dày 4 phân và ván mặt tương tự được làm với độ dày 1 phân ván liền, và các bản cánh được làm với bản khung 4 và ván 2, độ đục chạm rất là sâu và dày dặn chắc chắn quý anh chị nhé. Đây là về một mẫu kệ Louis Hoàng Gia cũng thuộc các phân khúc hàng cao cấp. Mẫu kệ này là mẫu kệ tivi có giá cao.
Tiếp theo, Mộc Nam Huy xin được giới thiệu thêm đến quý anh chị khách hàng một mẫu kệ TV cột trơn. Sản phẩm này được làm trên hai chất liệu, bao gồm luôn cả gỗ gõa đỏ và gỗ hương đá. Với chiếc ở bên ngoài này là chiếc với chất liệu là gỗ hương đá, có giá như sau. Chiếc 2m4 có giá là 10,5 triệu. Chiếc 2m2 sẽ có giá là 10 triệu. Và chiếc 2m sẽ có giá là 9,5 triệu quý anh chị nhé. Hãy lưu ý rằng đây là mẫu cột trơn. Mẫu cột trơn này là các mẫu được tiện theo cột tròn và xẻ rãnh thôi. Còn trên các bản cánh thì có đục chạm các họa tiết hoa lá tây, còn ở giữa là để trơn quý anh chị nhé. Còn tương tự như cái mẫu này, quý anh chị cũng có thể tham khảo trên mẫu cột nho. Mẫu cột nho thì các bản cột được đục cột nho con sóc này, và trên các bản cánh này được đục chạm các họa tiết cánh tứ quý. Nói chung là hai mẫu này là giá của nó đều là như nhau quý anh chị nhé. Đó là trên chất liệu của gỗ hương đá. Và tiếp theo thì cùng một mẫu cột nho con sóc nhưng trên chất liệu gỗ gua đỏ. Sản phẩm có giá như sau. Chiếc 2m4 có giá là 9,5 triệu. Chiếc 2m có giá là 9 triệu. Em xin lỗi, chiếc 2m2 có giá là 9 triệu. Và chiếc 2m sẽ có giá là 8,5 triệu. Xin được báo giá đến tất cả quý anh chị khách hàng một cách là công khai và chi tiết. Đây là các sản phẩm được Mộc Nam Huy để mộc này. Những cái sản phẩm này là những sản phẩm mộc dành cho những anh chị khách hàng muốn tới xưởng kiểm tra và ký nhận quý anh chị nhé. Còn các sản phẩm sơn là các sản phẩm Mộc Nam Huy cũng làm sẵn để phục vụ cho các khách hàng. Quý anh chị có nhu cầu, anh chị có thể tới xưởng chọn và có thể mua ngay. Ngoài ra thì trên các mẫu kệ TV này thì đặc biệt đó là cái mẫu nguyên khối này. Vì đây là một trong những sản phẩm tầm cao cấp cho nên là Mộc Nam Huy rất muốn là khách hàng, quý anh chị có nhu cầu, vui lòng quý anh chị có thể tới xưởng kiểm tra được hàng mộc là cách tốt nhất quý anh chị nhé. Luôn luôn kiểm tra được mộc đó là cái tốt nhất. Tại vì khi mà các anh chị kiểm tra được sản phẩm mộc thì các anh chị sẽ nắm được rằng sản phẩm nó đúng chất liệu gỗ và đúng giá cả như Mộc Nam Huy công bố quý anh chị nhé. Đó, những chiếc mộc là những chiếc Mộc Nam Huy cũng bảo lưu tại đây để phục vụ cho các khách hàng. Quý anh chị có nhu cầu là anh chị tới và kiểm tra cũng như là ký nhận. Tại vì đây là một trong những tiêu chuẩn cao, hàng là hàng nguyên khối quý chị nhé. Nguyên khối là nguyên khối thật chứ không phải là các cái hàng nguyên khối mà được đóng giả đâu, hay là đóng hộp quý anh chị nhé. Vì là còn để mộc như này để quý anh chị tới và kiểm tra ký nhận, cho nên là quý anh chị có thể biết được rằng là cách mà Mộc Nam Huy làm như nào và chi tiết ra làm sao. Vâng ạ, vui lòng quý anh chị có nhu cầu về các sản phẩm này có thể liên hệ đến Mộc Nam Huy qua hai số điện thoại được ghi ở trên màn hình. Hoặc tốt hơn hết, điều mà Mộc Nam Huy mong muốn nhất đó là mời được khách hàng, quý anh chị tới xưởng và kiểm tra cũng như là cùng ký nhận với Mộc Nam Huy nhé. Vâng, và thân ái chào tạm biệt tất cả quý anh chị khách hàng. Xin được hẹn gặp lại tất cả quý anh chị trong các clip tiếp theo. Quý anh chị nếu như muốn xem một cái sản phẩm một cách chi tiết hơn trên từng mẫu thì có thể vào trong mục video và tìm từ khóa với tên sản phẩm cụ thể nhé.